Một lô Kia thùng kín này quý anh chị. Hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị là nguyên 6 chiếc thùng kín hết. Kia K3000, Kia K2007, Kia K165. Thì đời 208, 209, 2010, 2011, 2015 nha quý anh chị. Rồi báo giá chi tiết từng chiếc một rõ ràng, cụ thể cho quý anh chị tham khảo nha. À, bây giờ đầu tiên đi vô việc luôn. Trời quá nắng là tranh thủ với anh chị, chứ còn không thôi để là lâu quá nó đen. Rồi đầu tiên nè, cái chiếc Kia K165 đời 2015 nha quý anh chị, zin nồi cả xe. Xe này là nước sơn zin, zin cả xe rồi. Xét đăng kiểm là tháng 10 năm 2023, tức là còn chưa tới một tháng nữa. Quý anh chị nào mà có nhu cầu em bao đăng kiểm mới luôn. Nguyên cái dàn lốp mới nè, sắc xi cực đẹp nè. Nguyên một cái dàn lốp mới nè, sắc xi cực kỳ đẹp. Cái dàn vỏ lốp là còn mới nha quý anh chị. Còn cửa là có cửa mở hông nè. Xe này có cửa mở hông nè. Và sàn inox 304 nè quý anh chị. Rồi quý anh chị nào mà mua cái xe này thì nếu mà mua được thì em khuyến mãi một cái nệm luôn. Em khuyến mãi một cái nệm luôn nè, cho quý anh chị về nằm thoải mái luôn nha. Đó, mua xe mà có khuyến mãi ngon chưa. Máy lạnh đồ đầy đủ, keo chỉ nguyên zin. Cái này là nước sơn zin nè quý anh chị. Nước sơn zin còn nguyên zin nè. Tem zin của hãng còn nguyên zin nè. Tem zin. Tải trọng xe này là đời 2015, tải trọng là 1 tấn 65. Tải trọng tấn 65 nha quý anh chị. Rồi keo chỉ đây. Nội thất thì cực kỳ đẹp. Keo chỉ còn nguyên zin nè quý anh chị. Đây nè, keo chỉ nguyên zin hết từ A đến Z. Rồi em kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem nha. Đây nè, cái xương trụ là xe zin nha, xe zin không hề va chạm hay tung đụng nha. Thì nó mới, cái xương trụ nó mới còn nguyên được. Đó là bên, cái này là bên lơ nha. Còn đi qua bên tài cho quý anh chị tham khảo luôn ha. Này, nước sơn zin nguyên một con. Có cái cản này thì em có sơn lại rồi đây nè. Cái cản này sơn lại, chứ còn cái này là nước sơn zin toàn bộ nha. Không hề va chạm tung đụng, nước sơn zin của hãng còn nguyên nè. Rồi tem zin của hãng nè. Tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin nè. Tải trọng tấn 65, đời 2015. Rồi nội thất nè. Nội thất là cực kỳ đẹp, máy lạnh hãng nha. Cái này máy lạnh hãng còn nguyên nguyên luôn. Này gọi là lạnh teo á. Rồi còn keo chỉ này quý anh chị. Keo chỉ, cái này là keo chỉ ở bên tài nha. Đây nè, keo chỉ còn nguyên zin nè quý anh chị. Ha. Rồi cái này em kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem nha. Đây nè, kéo cái xương trụ ra đây nè. Còn nguyên zin nè quý anh chị. Thấy chưa? Nguyên zin hết toàn bộ. Thì xe này đời 2015, thùng dài 3,5 m, nguyên cái thùng inox nguyên con. Rồi bây giờ đi ở bên này nè. Bên này là cái vỏ lốp nè, vỏ lốp mới nè quý anh chị. Đây nè. Cái này nó đi cát mà, đi cái đường cát thì nó lấp rồi. Chứ vỏ lốp mới nguyên một dàn luôn đó. Cái sắc xi là cực kỳ đẹp, dàn gầm cực kỳ đẹp luôn. Đây bây giờ nhìn tổng cái thành xe ha. Nhìn tổng thành xe rất duyên dáng luôn. Đời 2015, em bán giá mềm cho quý anh chị thôi. Xe này để lại cho quý anh chị 210 triệu. Bây giờ nổ máy, rồi bây giờ lại nổ máy đi. Bây giờ nổ cái máy để mà test cái máy coi xem sao nha. Rồi, trong thời gian chờ nổ máy thì bây giờ mình quay cái dàn gầm nè quý anh chị. Đó, cái dàn gầm cực kỳ đẹp luôn nè, thấy chưa? Xe này là xe xuất sắc luôn, xe VIP luôn á quý anh chị. Dỡ cái đầu của pin lên đi. Hay. Mấy chú này cũng chưa rành lắm. Buông cái tay ra, buông cái tay ra. Rồi. Không, người ta chỉ dở ra rồi không. Đây nè quý anh chị. Cái này là cái sắc xi cực kỳ đẹp nè. Cái này dơ thôi nha quý anh chị. Em thì chuyên gia lên mộc, dơ thôi. Cực kỳ đẹp, dàn gầm cực kỳ đẹp luôn nè. Cái này cái máy nè, máy còn 7 màu luôn. Nước sơn định vị vẫn còn nguyên zin. Máy cô rang luôn. Rồi. Bây giờ mở, em đi cái mặt máy ở bên kia mở nắp nhớt ra. Để coi có đổ hơi, đổ hám gì không nha.
máy là phải chuẩn, đổ hơi là em tự làm. Đây, cái máy là quá chuẩn luôn, không hề đổ hơi nha quý anh chị. Rồi, xong một chiếc 2015 máy lạnh rồi, đầy đủ nè quý anh chị. Mặt máy nè, máy là cực kỳ đẹp rồi, thấy không? Cái hầm máy nè, hộp số nè, cực kỳ đẹp. Rồi, cái xe này để cho lại cho quý anh chị là 210 triệu nha, đời 2015. Quý anh chị nào mà có nhu cầu em bao đăng kiểm mới cho quý anh chị, bao rút hồ sơ tất cả mọi thứ cho quý anh chị. Rồi, tiếp đây là Kia K3000 đời 2008. Kia K3000 đời 2008, tải trọng là 1,1 tấn số LD. Xe zin cả xe, xe này zin cả xe. Cái này là em bát lại nha, bát lại cho nó mới thôi, chứ xe zin nước sơn zin. Cái này tem zin của hãng quý anh chị thấy không? Tem zin của hãng nè, tải trọng là 1,1 tấn nè quý anh chị. Tải trọng là 1,1 tấn nè, tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin. Xe keo chỉ nè, keo chỉ vẫn ok, keo chỉ nguyên zin hết nè quý anh chị. Nội thất ok nè. Xe đời 2008, 128 triệu quý anh chị ơi. 128 triệu, bao đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ tất cả mọi thứ cho quý anh chị luôn. K3000 nha, chứ không phải là K2007. Cái này là K3000, nội thất cực kỳ đẹp luôn. Máy móc miễn chê, tí xíu mình test cái máy ha. Dàn vỏ lốp thì xe này được cái dàn vỏ lốp cũng còn mới nè, mới tinh luôn nè. Đây nè quý anh chị. Đó, dàn vỏ lốp còn mới tinh luôn. Dàn gầm cực kỳ đẹp, lòng thùng rất đẹp luôn. Cái này bây giờ mình đi hết cái đầu cabin đi ha. Đi hết đầu cabin xong rồi mình đi qua bên đi vô trong lòng thùng. Xe này thì hết đăng kiểm rồi, em đã bao xe này em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè. Rồi bao rút hồ sơ. Đây, số liên doanh nước ngoài, xe người ta chạy rất kỹ ha. Đây nè, tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin nè ha. Đây nè, keo chỉ nè. Đó là chứng tỏ cái xe này zin nha quý anh chị. Keo chỉ nè, nguyên zin hết. Kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem luôn nè. Đây nè, nguyên zin luôn nè quý anh chị, không hề va chạm tung đụng nước sơn zin nguyên cả xe. Xe tải mà có tút tát sơ sơ một chút xíu thôi, chứ còn riêng cái xe này là zin hết nha. 128 triệu bao đăng kiểm mới, dàn vỏ lốp là còn cực kỳ đẹp luôn. Cái dàn gầm sexy nè, rất đẹp quý anh chị. Quý anh chị nào mà có nhu cầu cái thùng này, không có nhu cầu cái màu sơn này, thì em sẽ sơn lại cái thùng cho quý anh chị luôn. Bao sơn lại cái thùng, lòng thùng rất đẹp nè quý anh chị. Cái lòng thùng rất đẹp luôn. K3000 đời 2008 nha. Rồi bây giờ mình test cái máy đi. Cái xe này là cơ chế đốt nóng nguồn đốt mà. Cho nên mình phải xông, cái xe này phải xông một chút. Cái này là em chưa có vệ sinh, cái này nó còn dơ nè quý anh chị. Còn dơ, cái này vệ sinh ra là nó sạch sẽ lắm. Nhưng mà đó, thấy không? Để nó xông nóng một tí xíu là quý anh chị nổ máy, nhích một cái là nổ máy lên. Rồi bây giờ mình dỡ cái cục máy lên để tham khảo cái cục máy coi em xem sao nha. Rồi bây giờ cái cục máy nè, cục máy nó dơ nè quý anh chị. Cục máy nó dơ thôi nhưng mà khô, rất khô luôn. Cái này rửa ra cái cục máy rất đẹp. Thì để vài bữa nữa em sẽ rửa ra luôn. Bây giờ em lên mộc cho quý anh chị xem luôn ha. Cái cục máy là rất khô, máy không hề đổ hơi đổ hám tí nào, máy em ru luôn. Máy cực kỳ êm. Cái này có máy lạnh đồ đầy đủ nha quý anh chị. Xe này 128 triệu dàn lạnh đồ đầy đủ, không thiếu món gì. Em đi cái mặt máy ở bên kia rồi lên ga cho quý anh chị xem luôn nha. Máy không hề đổ hơi đổ hám tí xíu nào hết nha. Dàn gầm thì cực kỳ đẹp rồi, sexy đẹp. Dàn vỏ lốp là cái dàn lốp là còn bây giờ mình tính bình quân đi là tầm 70% nha. Tính bình quân từ vỏ lốp này qua lốp kia cầm trừ
70%. Đây cái dàn sắc xi là rất cái dàn hầm máy nè, khô rang luôn nè quý anh chị. Xe cái máy này rửa ra là rất đẹp luôn. Rồi 128 triệu xe có máy lạnh đồ đầy đủ, đời 2008 Kia K3000 thùng kín, bao rút hồ sơ, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Rồi tiếp đây là cái Kia K3000 đời 2009. 138 triệu, cái chiếc này là 128 triệu, còn chiếc này là 138 triệu nè quý anh chị. Xe thì nước sơn zin nguyên. Nước sơn zin nguyên luôn. Có cái cản là có sơn lại rồi. Có sao nói vậy người ơi. Đó, con cái này cũng vậy, cũng là em bao xét đăng kiểm mới nè, bao rú hồ sơ cho quý anh chị luôn nha. Bao rú hồ sơ, bao xét đăng kiểm mới. Tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin nè quý anh chị. Tem zin, nước sơn zin còn nguyên xi. Keo chỉ nguyên zin quý anh chị. Đây nè, keo chỉ còn nguyên zin luôn. Tức là em soi keo chỉ là để cho quý anh chị xem là cái xe này là không hề va chạm tung đụng nha. Đó là cái chức năng của keo chỉ, thì nó bảo vệ là để chứng tỏ chiếc xe là không va chạm tung đụng. Còn cái này cái xương trụ nè, không hề va chạm. Nếu mà tán vô là cái xương trụ này ăn đầu tiên rồi. Xe mà ủi đít hay là bị tung là cái xương trụ này là ăn đầu tiên nha quý anh chị. Thì cái xương trụ này nó sẽ bị méo mó cong vênh. Nội thất là cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Nội thất là không thiếu, rất liền luôn. Đây nè, không hề cái không hề có mục mọt tí xíu nào hết. Còn chỗ nào mục thì em đã làm rồi. Nếu bây giờ quay lên mà còn chỗ nào mục thì em cam đoan là em sẽ làm. Đó. Còn cái bên này cũng vậy nè, tem zin nè. Cái này là bên tài nha quý anh chị. Tem zin, nước sơn zin. Tải trọng là 1 tấn 1. Năm sản xuất là 2009. Keo chỉ nguyên zin. Đây, keo chỉ còn nguyên zin, không thiếu món gì. Rồi kéo luôn cả xương trụ ra. Đây nè, đây nè quý anh chị, cái xương trụ nè, không hề móp méo, không hề va chạm tung đụng. Tức là xe zin đó. 138 triệu bao đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ, đời 2009. Còn tới 11 năm sử dụng nữa nha quý anh chị. Thùng là 3m4 lọt lòng nè quý anh chị, thùng 3m4 lọt lòng. Dàn vỏ lốp là còn 70% đều. Dàn sắc xi cực kỳ đẹp. Nó chẳng qua là nó dơ thôi nha quý anh chị. Để em cà ra cho quý anh chị xem. Cái này là dơ thôi nè. Đây. Cái này là dơ thôi nè, thấy chưa? Cái này mà rửa ra sạch sẽ, cái này chưa có thời gian rửa. Nói chứ tắm còn chưa có thời gian tắm nữa mà lấy đâu ra rửa. Rồi trêu quý anh chị vậy thôi chứ còn rửa là chắc chắn phải rửa cho nó sạch sẽ để mà bàn giao xe nếu mà quý anh chị nào mua ha. Còn riêng cái lòng thùng là cực kỳ đẹp, không chê vào đâu được. Riêng cái thùng rất đẹp luôn. Phẳng lì luôn nè quý anh chị. Phẳng lì luôn. Đây nè, cửa nẻo nè. Xe rất đẹp luôn. Giờ mình dỡ cái máy lên ha, dỡ cái cục máy lên mình coi cái máy nè. Cái máy nào cũng khô. Cái máy nào cũng khô rang luôn quý anh chị. Xe máy lạnh đồ đầy đủ, không thiếu món gì. Máy cực kỳ lực, không hề đổ hơi tí nào. Máy rất khô luôn quý anh chị. Dàn lạnh đầy đủ hết. Cái này là dơ, để có thời gian rửa thì lên mấy cái xe này nó rất đẹp. Nhưng mà bây giờ nếu mà cũng tùy người thôi. Tùy người, có nhiều khách hàng nói Hiếu ơi em cứ để nguyên như vậy em lên mộc cho anh. Để nhiều khi có rất nhiều người thích. Thì ok, thể theo yêu cầu của các anh. Em lên mộc luôn, không hề rửa, không hề bùa. Nếu mà làm bùa thì bây giờ đã khá rồi chứ đâu phải là tàn tệ như bây giờ đúng không quý anh chị. Rồi cái xe đời 2009 nha. Đời 2009, cái này là nguyên một cặp. Đời 2009 luôn, hai chiếc giống nhau, có máy lạnh đồ đầy đủ hết. Thì nó y khuôn nhau, xe zin giống nhau hết. Nhưng mà mỗi cái là màu khác nhau thôi. Thì riêng một chiếc là em bán là 138 triệu bao đăng kiểm mới, xe có máy lạnh đồ đầy đủ, xe zin cả xe, bao rú hồ sơ cho quý anh chị luôn nha. Đời 2009 K3000S.
Rồi tiếp đây là 2010. Chiếc xe này thì cũng y khuôn chiếc xe đó thôi, y khuôn như vậy, cũng đời 2009. Tức là em chỉ có đi một chiếc 2009 để cho quý anh chị tham khảo. Còn tất cả các màu thì quý anh chị lựa nha. Trong này thì có rất nhiều màu nè, màu xanh da trời, màu vàng, màu xanh này, màu xanh cốm hay là màu xanh lá chuối đó, màu xanh chuối hột gì cũng được ha. Màu trắng nè, rồi màu xanh giúp lào nè, rồi rồi màu xanh vỏ dưa nè. Nói chung là đủ màu hết á. Một em là có một màu nè, sáu em là có sáu màu, nó thiếu màu đỏ nữa. Màu tím mà xanh đỏ tím vàng là có đủ, nhưng mà bây giờ đang thiếu hai màu đó nha. Mà chắc chắn là cái xe màu tím là hơi bị hiếm, xe tải màu tím hơi bị hiếm. Rồi bây giờ quay lại việc nha quý anh chị. Cái xe này là xe gần tới Tết rồi. Kỳ trước là bây giờ nó là cây mai vàng, rồi chuyển qua con cóc vàng, hay bây giờ gần Tết tới nơi, loay hoay tới Tết giờ, rồi chuyển vô cái bánh trung thu màu vàng. Cái mùa này bánh trung thu màu vàng luôn nè quý anh chị. Nằm lâu rồi, nó nằm lâu chán lắm. Bây giờ hạ giá bán cho quý anh chị luôn nè. Cái xe này là xe zin, em sơn lại một nước, có làm sao nói vậy. Xe này là sơn lại một nước, nhưng mà xe zin toàn bộ nha. Xe này zin đét hết, zin hết toàn bộ. Xét đăng kiểm là tới tháng 12 năm 2023 nè. Xe này thì K3000 đời 2010, tải trọng cũng hạ tải cũng là 1 tấn mốt luôn. Tức là dòng K3000 thùng kín là toàn bộ là 1 tấn mốt nha quý anh chị. Có cửa mở hông nè. Đây nè, keo chỉ nguyên zin nè quý anh chị. Keo chỉ nguyên zin nè. Tức là xe này thì có làm sao nói vậy, em có sơn lại một nướng rồi. Keo chỉ nguyên zin. Tại vì cái xe màu vàng mà. Xe công ty người ta kỳ xưa là tiền thân của người ta là cái màu khác, nhưng mà người ta lại đặt cái màu vàng. Đây nè. Keo chỉ rồi đường cái xương trụ là nguyên zin nha, không hề mục mọt. Cái nội thất là đẹp. 148 triệu đời 2010. 148 triệu, năm sản xuất là 2010. Cứ một chiếc xe là cứ chênh nhau một năm sản xuất là 10 triệu nha quý anh chị. Đời 2008 thì em báo giá là 128 triệu nè. Đời 2009 là 138 triệu, mà đời 2010 là 148 triệu. Keo chỉ còn nguyên zin, xương trụ nguyên zin. Năm sản xuất là 2010, nguyên một năm chênh nhau một năm sản xuất và một năm sử dụng xe chênh nhau 10 triệu nha quý anh chị. 10 triệu. Đây. Rồi tức là xe zin hết nha quý anh chị. Xe zin hết. Còn dàn lốp nha, dàn vỏ lốp là nói chung là cái xe này thì cũng còn tầm 7 tới 80% đều. Sắc xi thì đều đẹp hết nè. Cái biển số này là biển số Đồng Nai. Biển số Đồng Nai, sắc xi đều đẹp hết. Thùng inox sàn sắt nha quý anh chị. Xe này sàn sắt. Chu cha cái thùng sơn ở trong lòng thùng một cái màu vàng chóe. Quý anh chị nào mà có nhu cầu thì không thích cái màu này, em sẽ sơn lại cái màu khác cho quý anh chị nha. Cái thùng là phẳng lì rất đẹp, thùng hai lớp. Thùng hai lớp rất đẹp. Cái dàn gầm. Nói chung là dàn gầm là không hề mục mọt, tí xíu dơ thôi nha quý anh chị. Đây, em quẹt cái tay cho quý anh chị xem. Đây nè. Nó dơ thôi nha. Đây nè, đất mà nó bám nè. Tức là chưa có thời gian vệ sinh đây. Thiệt tình đợt này giờ. Nhưng cái cơ hội ở dơ này là phải tranh thủ rửa xe, rửa cộ cho đàng hoàng. Chứ nhìn vậy là không ổn rồi. Cái này là có cửa mở hông nha quý anh chị. Có cửa mở hông ở bên hông luôn. Rồi bây giờ mình đi về cái cục máy để mình tham khảo nha. Cái cục máy là không hề đổ hơi, đổ hám tí xíu nào hết nè. Rất lực, rất khỏe luôn, không có dấu hiệu đổ hơi. Cái cục máy là rất khô luôn, khô rang luôn. Thấy không? Dàn gầm là không hề mục mọt chỗ nào hết nha. Sắc xi đẹp. Cái này là mấy cái màu vàng này rửa ra là nó hết nè. Nè, quý anh chị thấy không? Cái này rửa sơ cái là hết liền. Cũng tranh thủ. Nhân tiện hôm nay rồi cũng tranh thủ. Xe này là không có máy lạnh nha quý anh chị. Không có máy lạnh. Rồi xe này là 148 triệu. Kia K3000S đời 2010. 148 triệu. Bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Cái xe này là K2007 đời 2011 này quý anh chị. Nước sơn zin, tem zin còn nguyên cả xe.
cũng thùng kín. Xe này thì tải trọng là còn 1 tấn nè quý anh chị. Tải trọng 1 tấn nha. Cái này là tên công ty nhưng mà em đã ra tên ở bên em rồi. Cái này ra tên nè, đứng tên tư nhân hả? Ngay chủ đứng tên quý anh chị. Có nhu cầu ủy quyền cũng được mà. Mà hợp đồng mua bán, rút hồ sơ đều ok hết nha. Đời 2011 130 triệu cho quý anh chị là nào lựa chọn nè. Xét đăng kiểm là tới cuối tháng 10 năm 2023. Tức là xét đăng kiểm còn 1 tháng nữa. Ha. Ngay chủ đứng tên luôn. Tem zin, nước sơn zin còn nguyên một con. Quý anh chị thấy không? Tải trọng là 1 tấn nha. 1 tấn. Thùng dài là 3m2 lọt lòng. Keo chỉ nguyên zin. Kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem nè. Đây là cái xương trụ này. Rất đẹp luôn. Không hề có dấu hiệu va chạm hay là tung đụng nha. Cái nội thất là rất đẹp luôn. Xe này thì cũng như cái xe 2010, không có máy lạnh nha quý anh chị. Đời 2011 130 triệu. Dàn vỏ lốp nè. Cái dàn vỏ lốp thì trong này là có hai trái là hơi mòn, còn nhiều là mới hết nha quý anh chị. Tức là bốn cái vỏ mới. Bốn cái vỏ mới. Đây nè. Dàn sắc xi cực đẹp luôn. Cái lòng thùng nè. Cái lòng thùng là phẳng lì luôn nè quý anh chị. Lòng thùng phẳng lì rất đẹp luôn. Lòng thùng phẳng lì rất đẹp luôn. Đây nè, cái dàn lốp nè quý anh chị. Dàn lốp rất đẹp luôn nè. Có cửa hông nha, có cửa hông cho thuận tiện việc lên xuống hàng nha. Cái bên hông này là bên cái công ty mà Ngô Gia Phát người ta dán lên nha. Thì đợt rồi mình để cho công ty chạy một thời gian, chạy cho công ty một thời gian. Thì hết hợp đồng là mình lấy về. Đây, cái công ty Ngô Gia Phát này là chuyên bán xà bông, xà bè vậy nè. Công ty bán xà bông, rồi nước hoa, rồi... Cái công ty Ngô Gia Phát này cũng nổi tiếng lắm. Quý anh chị nào ủng hộ cái công ty Ngô Gia Phát nè, có sử dụng sản phẩm của Ngô Gia Phát thì ủng hộ nha. Rồi, nhân tiện đây không phải là quảng cáo dùng đâu, nhưng mà tại vì cũng chính cái công ty này mà lựa chọn nguyên cái bầy xe ở bên em. Cái công ty này cũng công ty rất uy tín, công ty lớn mà. Lựa xuống cho kỹ thuật xuống lựa chọn nguyên bầy xe. Và chính lựa chọn cái xe này để mà đi về chạy hợp đồng. Chạy hợp đồng với công ty thì chắc chắn là người ta phải lựa cái xe nào chuẩn chỉ người ta mới lấy, đúng không? Rồi, bây giờ riêng về cái cục máy rất ok luôn, không hề đổ hơi đổ hám tí xíu nào hết. Máy chuẩn mạnh lực luôn. Hầm máy ở dưới gầm máy nè, khô ráo luôn, khô ra gầm cabin không hề mục mọt. Rồi, riêng cái xe này đời 2011 để lại cho quý anh chị là 130 triệu nha. 130 triệu K 2007 đời 2011. Xe zin cả xe. Bao rút hồ sơ cho quý anh chị nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu. Rồi quý anh chị nào mà có nhu cầu về xe hay là có nhu cầu bán xe thì xin liên hệ với em cái số hotline 0977317268. Hoặc là cái kết nối Zalo với em là cái số 0933780102 để em gửi tất cả các xe nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu nha. Hoặc là nếu mà quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin đăng ký kênh để mà theo dõi những cái clip tiếp theo của bên em, những cái clip xe chi tiết, những cái clip tổng bãi, những có lâu lâu thì em cũng có làm một clip mà chia sẻ kinh nghiệm khi đi mua xe cũ hoặc là tham khảo những cái dòng xe cũ. Đó, cái đó nếu mà chia sẻ những cái kinh nghiệm đó là tự chặt chân mình, nhưng mà em đâu ngại đâu, chân em nó què hết khúc rồi cho nên em không ngại đâu. Rồi, em mời quý anh chị tới cái bãi xe của em là 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để xem xe và tham khảo nha. Em Bùi Hiếu xin chào.